giờ chị hỏi này trước nè. Dạ. Đã yêu nhau đúng không? Là hai người đều là thầy cô giáo hết á. Dạ. Có cầm đèn chạy trước ô tô không? Có ăn cơm trước kẻng không? Hay là để đúng cái kẻng mới được ăn? Ba mẹ hai bên đồng ý thì tôi mới ăn. À, dạ. Vậy là đêm tân hôn rất vui dữ á. Dạ, có nhiều cái nó cũng nếu mà đi tân hôn theo cái nghĩa mà cưới xong á thì không có vui người ngủ gốc, tại có đứa em ngủ chung, đứa em vợ ngủ chung. Trời ơi, nhỏ em vợ rồi tự dưng người bạn vợ đó vô giữa vậy mà bà em vợ đó nhiêu tuổi? Dạ 20, con trai ngủ chung á. Tối nó ngó xuống coi anh chị là trời ơi em vợ lịch sự luôn. Nên như bữa đó là bỏ luôn đêm tân hôn đó chứ dễ gì đúng không? Dạ bỏ luôn ạ. Là trục trặc lần thứ nhất đó, trục trặc rồi bữa tân hôn thứ nhì. Tại vì tụi em mới cưới cho nên là chưa muốn có con sớm. Em sợ là tại vì ở trọ đó thì có con thì nó rất là khổ. Đợi chừng nào nhà cửa xong rồi thì tụi em mới có con. Em không có hiểu cái ý của anh mà em lại cứ nghĩ là chết, người như vậy mà hay là có vấn đề gì, không biết có chuyện gì không mà em không dám nói. Tại vì lúc đó mới ngại, kéo dài cả tuần, hai bên cứ im ỉm, xong cuối cùng nói là bị làm sao, rồi thế nào đó, rồi sau đó giải thích cho nhau nghe thì là hiểu vấn đề là như vậy. Em nghĩ là chắc là bị vấn đề về tâm sinh lý, và như vậy thì sẽ không có hạnh phúc. Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Dạ. Đó, hồi nãy là coi như đó là cái tật xấu mà không người không chịu mà tâm sự với vợ trước. Chương trình Vợ Chồng Son được dựa trên format Shinkansen Rasai của đài truyền hình Asahi Nhật Bản. Và chúng ta nhớ là cứ mỗi hàng tuần chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22:30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.